Lời đầu tiên, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, mảnh ghép yêu thương chào anh. Dạ, chào mảnh ghép yêu thương Minh Hoàng. Rồi, anh chào quý vị khán giả ha. Chào chị khán giả gặp cha trong nước đang xem chương trình kết nối yêu thương của Minh Hoàng. Dạ, rồi anh giới thiệu họ tên cũng như năm sinh của mình luôn nè. Anh tên Lê Văn Sơn, sinh năm 1900 nhưng mà ở ngoài mình xài cái tên này thì mình xài cái tên này đi. Ngó vô màn hình, ngó vô màn hình anh ơi. Rồi anh tên gì, sinh năm mấy, anh nói đi anh. Mình Lê Văn Sơn, sinh năm 1959, năm nay 64 tuổi đó. Rồi anh Trân 64 tuổi. Anh Trân đến từ đâu nè? Mình ở Sóc Trăng, Long Phú. Anh ngó vô màn hình nè, anh ngó thẳng, anh ngó xuống, nói cho nó rõ. Rồi anh Trân có đồng ý cho phép mảnh ghép yêu thương sử dụng hình ảnh của anh đăng lên mạng xã hội không? Đồng ý. Mọi khiếu nại sau này của gia đình cũng như bản thân anh Trân yêu cầu mảnh ghép yêu thương tháo gỡ bỏ video là không được ha. Dạ. Anh có đồng ý không ạ? Dạ có đồng ý. Anh Trân phải hoàn toàn chịu trách nhiệm lời nói của anh trong video này ha. Dạ đồng ý. Anh Trân kể về cái hôn nhân gia đình của anh đi. Như hồi trước mình có gia đình, hồi lúc đi sống chung với gia đình vợ con với cha mẹ đi, thì cha mẹ có cưới vợ cho mình, vợ con đó, rồi mình được hai đứa con. Rồi tới năm, nhớ năm nay là cũng 14 năm rồi, mình với vợ mình ly hôn rồi, rồi con mình giờ nó một đứa có vợ có chồng hết rồi, nó không có còn sống với mình nữa. Vậy nó theo sống bên vợ, bên chồng hết rồi. Rồi vợ mình thì ly hôn hồi năm nay là nhớ là 14 năm mà không biết năm nào đó. Nhớ 14 năm nay rồi. Anh chị được mấy người con anh chưa? Có hai đứa, là đứa con trai, đứa con gái. Rồi hiện tại anh Trân đang sinh sống tại nhà mình ở Sóc Trăng luôn hả? Ở quê mình ở Sóc Trăng mà mình sống ở cái tỉnh Sóc Trăng, mà cái huyện mình ở trong cái huyện Long Phú. Hiện tại anh Trân đang làm công việc gì? Mình ở đây sống về hồi trước về cha mẹ sống nghề nông, rồi mình sống nghề nông, mà như mình là ở đây còn sống 4.000 mét đất để mình trồng dừa với trồng chuối sống. Là cái đó mình thu hoạch thường không anh Trân? Cái đó thường tháng luôn, tháng nào cũng thu hoạch hết. Một tháng nếu mà dừa có giá thì bán được 1 triệu ngoài, 2 triệu, 2 triệu ngoài tháng một cô. Còn như cỡ này thì bán cũng 1 triệu ngoài, cũng 1 triệu ngoài, 2 triệu trả lại với chuối rồi vậy đó. Mình sinh thương mình sống trong cái điều kiện từ hồi trước tới giờ, từ ngày vợ mình ly hôn tới giờ mình ở đây. Hiện tại anh có sống chung với ai trong nhà của anh không? Không, có mình anh à, có mình anh, giờ không có ai hết đó. Các con anh có thường về thăm anh không? Không, từ hồi ngày mà ly dị với vợ rồi, nó có vợ có chồng rồi, nó đi mặn rồi, nó sống bên vợ bên chồng nó luôn, rồi tới giờ nó không có về nữa. Không có đứa nào về. Rồi anh Trân nè, anh cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu? Một mét là 50 gram, nặng 52 kg. Cao 1m55, nặng 52 kg. 55 hả? Chị đó không biết nữa, quên rồi. Cái hai cái đó đó. Chắc 5, 65 gì đó. Anh Trân có thường hay bia rượu không?
Từ hồi đó tới giờ luôn, từ hồi sống với vợ có con rồi cũng vậy, cũng có uống rượu đi đám tiệc đồ, cũng có uống chút đỉnh vui vẻ đồ với anh em trong cái buổi tiệc một ly nửa ly rồi vậy thôi à, chứ không có kiểu uống rượu như với ai hết. Mình sống có khác, còn thuốc thì hồi đó cũng tốt mà, nhưng nghỉ hút lâu rồi, nghỉ hút thời gian cũng từ ngày bỏ vợ thôi, vợ chia tay nó mấy năm nay rồi, lâu rồi. Anh có nóng tánh không? Tánh nóng thì cũng cũng có nóng, cũng hòa đồng lắm, cũng biết Ngó có ngó thí ngó dụ. xuống ngó xuống ngó xuống cục ngó ngó xuống anh. Rồi nói đi. Ngoài ra cái việc mình làm thì cũng có khi nóng vậy, nhưng mà nóng cái chuyện ví dụ chẳng hạn là ngoài ra cái công việc làm gì mình nóng là mình ví dụ mình có lớn tiếng chút xíu đó rồi qua cái nó đó rồi thì mình cũng bình thản là thôi, chứ không có gì là nóng hết. Cũng có khi điểm tính lại gì đó, ví dụ ai chặt cái la cái ví dụ người ta cảm thấy này, mình người ta biết chặt rồi mình đâu còn nói nữa nữa vậy thôi. Ngoài ra cái chuyện đó cuộc sống bây giờ mình đâu có phiền phức cho vợ cho con hay cái gì đâu, bình đẳng. Anh rồi cái mảnh vườn 4.000 mấy mét vuông đó anh thu hoạch 1 tháng được nhiêu đủ sống không? Nói chung thì ở đây thu hoạch trong sống trong tháng thì nó cũng có đủ sống chứ không có dư gì mấy, nó từ đủ đi cũng có xài ăn xài này kia nọ rồi, với lại mình có vườn đó, mình ví dụ những cái thời điểm nào đó mình đi hoạt động thêm trong vườn, mình có ví dụ có cái gì đó rau ca gác rồi trong vườn mình tự túc mình có thể kiếm được bước sống được, Tóm chứ lại nói là giờ sống 1 tháng anh thu hoạch hết nguyên cái vườn của anh được bao nhiêu? mình đó 1,5 triệu 1 tháng á, tháng nào cũng vậy thôi, tính Tháng ra cũng tháng có thấp tháng 1,5 triệu rồi cao á, mình kéo ngang nó bình quân á. ha. 1,5 triệu rồi anh đủ sống không? Rồi còn tiền điện, tiền nước, rồi tiền ăn. Tiền điện tiền nước đồ thì xài trong đó đâu có nhiêu đâu, tiền điện nước có mình nên xài đâu có nhiêu, mà tiền ăn ăn nói chung gạo thóc còn ăn cũng đâu có nhiêu đâu, nhưng nói chung ra là chỉ có đồ ăn rồi mình có tự túc rồi ở nhà mình có khai thác rồi thêm được nữa thì nó rộng rãi, rồi không có mình muốn ăn mua 1 ký thịt ăn 2 3 bữa rồi không có hết. Rồi có một người nào nữa về sống đủ không? Khỏe có người nữa về sống trong mấy miếng vườn nó khai thác trong ăn trong tháng chịu Ngó ngoài xuống bản nó cũng anh chờ ngó xuống ngó 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 xuống nè. Anh đừng có ngó lên nó xấu lắm, nó đâu có gì trên đó đâu. Rồi anh xem chương trình lâu chưa? cũng mới xem đâu khoảng cũng cỡ gần tháng nửa tháng nay trở lại à, hồi đó giờ đâu có xem đâu. Rồi anh có ấn tượng được chị nào chưa? Chương trình hả, có xem cái clip của Minh Hoàng á, thấy có cái mà cô Lan đó, Cô Lan ở rồi đâu? Cô Lan ở đâu anh? cô Lan quận Bình Tân đó, cô Lan ở chỗ nhà trọ đó, thấy cô Lan đó nha, mà mình thấy cái lướt lên có cái clip của Minh Hoàng là thấy thấy coi cô Lan đó cổ cũng độc thân đó, cổ cũng tuổi với mình nè, cũng Ồ. 34 tuổi đó. Cô đó lên lâu lắm rồi, cô đó lên lâu lắm rồi anh ơi. Hả? Cái cô là cô Lan mà ở nhà trọ mà đi làm đi đi làm thuê cái gì đúng không? Không, cái cô Lan này, cô Lan mà biết đi ca văn nghệ karaoke okay, rồi chơi giấc chiều, mà cô Lan mà nói có chồng rồi cổ không có con đó, bây giờ cô ở nhà trọ đó, Là cô cô Lan ở Bình đó. Tân á, ở quận 6 hả. Rồi anh thấy cô Lan đó có cái gì đồng nhất với cuộc sống của anh? Thì cô Lan đó cổ mô tả về cái cuộc sống của cổ, nó có cái bình thường cái giản dị, mình thấy nó cũng có cái thích hợp như cái cuộc sống của mình vậy đó, xong không có phải mà đua đòi vật chất này kia nọ, sống cuộc sống giản dị để có cái cuộc sống cái mình lớn tuổi rồi sau này có người
bạn để sống chung chí với nhau mà trăm năm hạnh phúc, để chăm sóc tuổi già với nhau đó. Thấy cô đó nói chuyện thì cũng có cái tình cái nghĩa, mà cổ hơn nữa là cổ cũng là một đồng tuổi với mình nữa, thành ra mình để ý với cô đó là thành ra mới Cô Lan mà ở trọ không có con cái gì đúng không? cô đó đó, Cô cô đó đó cũng lâu ở nhà. lắm rồi, lâu lắm rồi anh ơi, mất liên lạc luôn rồi. Mình mới coi lướt lên cái cô đó. Cái cô Lan mà bận bận cái áo bông mà cái đầu cột cột lên cái gì đúng không? Cái áo bông đen đen á, cái đầu không có cột, cái đầu cũng tóc ngắn ngang dài đó. Cái cô đen mà cứ cô Lan mà cô đòi nhà, cũng như cô đòi đi văn nghệ rồi đó, cũng như ở nhà đâu có văn nghệ đó, cô cho cô đi văn nghệ đó, đi ok rồi chơi đó. Nói chung ra nhiều Lan quá, anh nói đọc sức đâu có nhớ nổi anh phải biết cái mã số báo danh mấy. Chị đi chị báo cái chút, cái cô Lan đó là như có người cháu rồi, mới nghe nói bắt lên cái chương trình của Minh Hoàng, cô đó nói có người cháu mà để trở lại chỗ Minh Hoàng đó để lên chương trình nè, người cháu trai á. Nhớ chắc mấy cái chị đó lâu rồi anh ơi, nên nhắc không nhớ, cũng cả năm rồi mấy chị đó lâu rồi. Và bây giờ nếu mà bây giờ mình tạm thời gác chị Lan nó qua bên đi, nếu cái tiêu chí anh chọn thì anh chọn mẫu người như thế nào nè? Nói chung là cái chuyện mình bây giờ, hiện giờ mình cũng lớn tuổi rồi, không có chọn mỗi người, nếu yêu cầu thích hợp với mình cái tánh nết và cuộc sống để mình mua chải như sau này để mình chăm sóc cái người lớn tuổi trở về sau này thôi, chứ còn không cần đẹp, không cần cái gì hết, yêu cầu mà miễn được chăm sóc thật lòng với nhau, là chỉ là quan tâm với nhau vậy là mình ok rồi. Độ tuổi anh chọn từ nhiêu đến nhiêu? Giờ chọn cái khoảng tuổi lớn lớn cỡ như mình đi, 57 6 mấy rồi, 65 66 rồi trở lại đó, 57 66 có nhỏ nữa, cỡ 52 rồi 53 54 rồi. Anh có nhà thì nếu mà chị đó không có nhà về nhà anh ở được đúng không? Ok, nhà anh về cháu, mình để về cháu mà còn muốn đi bận công việc gì ở bên kia thì Ngó xuống anh, ngó xuống nói cho nó rõ, anh ngó xuống, ngó xuống. Ừ vậy đó cho nó đẹp, nói cho nó rõ. Chỉ không có việc làm, không có nhà thì về bên anh tạo điều kiện đúng không? đúng rồi, về đây sống với mình ở đây sống mấy công vườn đó, còn mình làm ăn tá túc, nuôi chăn nuôi gia súc đồ thêm. Thí dụ như có chị nào muốn kết nối với anh thì anh có dự định tương lai như thế nào? Có tổ chức một vài mâm gì không? Thì ví dụ mình coi được thì có như có cái chị nào mà mình được mình đó thì cũng để lên chỗ làm chỗ cho biết, cũng mâm hai mâm rồi vậy đó anh em, rồi sớm chuyện mình lại để tổ chức với nhau. Chúc mừng ha. Tháng có 1 triệu mấy rồi, rồi có dự định mua món quà tặng cho người yêu mà mới về không? Thì nếu mình có thì mình mua, còn không có thì mình có thì mình cũng tạo điều kiện kiếm chấm đó, mình cũng để cho đó, để đó mình cách mình giữ đó thôi chứ có gì đâu. Không có sao, không có điều kiện thì làm nhẫn cỏ cho em hả? Có gì đâu, có gì đâu, không vậy đâu, cũng phải nhỏ lớn có chứ, À, dù sao anh nhỏ thì bây giờ sao trở trở lại cái câu chuyện chị Lan gì đó, anh thích chỉ ca hát, bộ anh cũng thích ca hát lắm hả? anh thì không thích ca hát, mà tại vì cũng như mình ở đây mình buồn á, mỗi khi đi đám tiệc đồ ở trong ở ở xóm địa phương đây, đi đám giỗ hoặc giả là đi đám tiệc đồ đó, người ta ca hát đồ đó, mà mình cũng có bạn bè ca hát đồ, mình lên ca hát mình cho vui vậy đó. Rồi bây giờ để
Cái tiêu chí của anh đưa ra thì chọn người rất là đơn giản ha, không cần gì hết, miễn sao biết thương yêu chăm sóc cho anh ha. Không Đúng nhà, không việc làm thì về nhà anh ở cũng được ha. rồi. À, đúng rồi. Rồi để em xem lại cái chị Lan đó là như thế nào ha. Còn không thì mình các chị khác vẫn có thể chọn anh được ha. Mức gì nào chọn thì cái đó cũng như tùy duyên đi, chứ anh cũng Dạ, không biết bây chọn. giờ anh gợi ý cho các chị coi nè, anh có lời nào gửi cho các chị không? Mình có đôi lời gợi ý trong cái trên cộng đồng mạng kết nối yêu thương của Minh Hoàng. Nếu trong cái chương trình này chị em nào có coi qua thấy được cái hoàn cảnh tình nghĩa của mình đối với chị em có thể nghĩ về mình được thì xin liên hệ qua với Minh Hoàng để mình tìm hiểu với nhau rồi có thể kết nghĩa để thành chồng vợ đi đến trong cái khoảng đời của mình là trăm năm một đời. Đấy. Em mình lớn tuổi rồi chứ không có còn nhỏ gì nữa mà để đi xa đi dần cho nó khổ nó mệt chỉ sợ gì Rồi, sao. chương trình cảm xin chân thành cảm ơn anh Trơn ha. Chúc anh Trơn gặp nhiều may mắn, tìm đúng cái nửa bánh ghép và thật sự biết thương yêu anh ha. Rồi. Rồi, anh chào quý vị khán giả nè. Chào quý vị khán giả và cộng đồng mạng. Một lời chào thân nhất và với Minh Hoàng một chúc một niềm vui một phát đạt thành công cuộc sống phấn chấn Rồi, cảm ơn anh. Trước khi kết thúc video, mảnh ghép yêu thương cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chào anh Trân ha.